biết có thật sự, nhưng chưa dừng lại ở đó. Còn rất nhiều điều thú vị đặc sắc từ Top 40 đang đợi bạn cùng thưởng thức nha. Hello, 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 xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn, tôi là Khang Khờ Khạo. Tôi là Trinh Trong Trắng. Còn tôi là Cáo Cồng Cứng. Chào mừng các bạn đang cùng đến với ZM Official Top 40 Countdown. Wow, rất tuyệt vời. Hôm nay là một cái ngày mà anh thấy là theo dự báo thời tiết là không mưa, không nắng, không mây. Nhưng mà tự nhiên thấy vòng thu của mình hơi chật chội nhỉ? Bình thường show Top 40 của mình chỉ có 2 MC, em không chỗ hiểu. Không anh... hiểu tại sao. Ơ, bạn Cáo à, bạn là MC của Breakfast Show. Đây là show Top 40 mà. Hả? Dạ, thực ra là Cáo có mặt ở đây để phục vụ cho cái phần hình ảnh đó. Tại vì khi mà nghe radio thì mọi người chủ yếu là nghe âm thanh. Và hai người đã làm rất là tốt cái phần sự đó rồi. Tuyệt vời. Đây là em bù đắp cho cái chuyện hình ảnh. Nhưng mà em yên tâm giới thiệu nhiều chút nữa, chương trình người ta làm mở phần này chỉ xuất hiện 2 MC chính thôi. Dạ. Thôi em nghĩ là Cáo nói xạo vậy thôi, chứ thật ra mà mục đích của Cáo ghê gớm lắm. Là gì? Bước vô đây, ăn cắp kịch bản. Trời ơi, sao nhiều thứ em không ăn cắp bằng cấp kịch bản của tụi anh. Show nó không hay bằng show này. Hôm nay em đem quà đến cho mọi người. Đâu? Wow. Đâu? Dạ, kính thưa quý vị, khi mà nhắc đến radio thì chắc chắn là chúng ta phải đọc thư rồi đúng không ạ? À? Và ở đây có rất là nhiều những cái lá thư này. Đây quý vị. Xin chào Zone FM. Zone FM ơi, mình vừa quen bạn trai được 3 tháng. Thời gian đầu mọi chuyện có vẻ rất tốt đẹp. Ừ. Nhưng mà dần dần á, mình cảm thấy bạn trai của mình chưa quên được người yêu cũ. Rồi rồi, mấy câu chuyện người yêu cũ để em. Dường như mình chỉ là người lấp khoảng trống người yêu cũ để lại trong anh ấy mà thôi. Xin Son FM hãy gửi đến bạn gấu mập của mình một ca khúc phù hợp với lời nhắn gửi: hãy để quá khứ ngủ yên nhé, mình sống cho hiện tại và tương lai. Cảm ơn Son FM, anh Nguyên Khang và chị Miko Lan Trinh. Khang nghĩ thế này nè bạn ơi, người ta thường hay nói là có hai điều trong cuộc sống không được bỏ lỡ. Đó chính là chuyến tàu cuối cùng để trở về nhà và người thật sự yêu thương mình nhất. Cho nên nếu như người bạn trai của bạn đã không dành tình cảm cho bạn thì chắc chắn bạn ấy không phải là chuyến tàu cuối cùng của cuộc đời mình. Cho nên là hãy lạc quan, vui vẻ sống cuộc sống này. Và biết đâu cái người mà bạn gặp tiếp theo sẽ là một người phù hợp nhất với bạn thì sao? Đúng rồi, tuy nhiên Trinh vẫn nghĩ rằng đây là những trải nghiệm để cho bạn có thể hiểu hơn về tình yêu. Và Trinh hy vọng rằng bạn sẽ sớm tìm được người phù hợp với mình. Những cái điều gì cần nói thì anh Nguyên Khang và Miko Lan Trinh cũng đã chia sẻ rồi. Và bản thân bạn trong cái lá thư này thì cũng đã tự đúc kết được cho mình, đó là hãy khép lại quá khứ và hướng mọi chuyện tốt lành đến tương lai. Và có hy vọng là bạn nói được thì mình cũng sẽ làm được nhé. Và chúng tôi sẽ luôn luôn có mặt ở đây để đồng hành cùng với bạn. Vâng. Cảm ơn các bạn. Tú Sam ơi, đợi tụi con chứ. Đợi một con một giây thôi. Thưa quý vị, đây là một ca khúc rất phù hợp với lá thư này. Mời các bạn cùng đến với ca khúc Dầm Trong Tim với tiếng hát của Lương Bích Hữu. Okay. Này vui dễ sợ luôn. Vui dễ sợ. Một hình dung không thể quên, vì dầm trong tim em cứ khẽ nhói đau. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Tôi phải đứng ở đằng sau lũy tre kia để ngó trộm xem các bạn làm như thế nào. Yeah, xin chào Nguyên Kha, xin chào. Xin chào. Đây là những người mà họ vừa mới làm sống động lại cái khung cảnh làm việc. Nhưng mà chắc là ở Son FM thì không phải là ngồi như thế này đúng không? Dạ, tụi em cũng không có mặt đẹp như vậy. Thường là tụi em ở trong phòng thu thì chỉ có áo thun hoặc là quần jean. Nhưng mà những bữa mà mưa gió bão bùng quá tụi em mặc quần sọt vô trong phòng thu. Thì lẽ ra hôm nay phải mặc đúng như mình mặc bình thường mới đúng. Dạ, có ghi hình, có ghi hình. Có ghi hình. Xin hỏi là trong cái quá trình mà làm ấy, cái điều khó nhất của một chương trình Son FM là gì? Dạ, thật sự khó nhất là kiềm chế cảm xúc với chú. Khi mà ngồi trước micro thì con sống với cảm xúc thật. Nên cái khoảng thời gian đầu của con đó là tiết chế. Lúc mà Miko vào Son FM, lúc đó Miko mới học năm nhất đại học. Khi đó không có một cái kỹ năng gì hết và cứ là chính mình thôi. Em nhớ lúc đó em cứ giận rồi giỡn và cảm xúc y như là mình. Cái tự nhiên mọi người lại thích. Đó là cái cảm xúc của một cái không gian radio mang lại. Cái khó thứ hai đó là sau này khi mà mình bước vào nghệ thuật, mình mới thấy là con đường nó khó khăn chông gai hơn nhiều. Để làm cho người ta thích khó lắm. Trước tới giờ nghe bao nhiêu năm tưởng tượng ra một cô bé Miko rất khác. Sau khi đó thấy con xuất hiện cái mọi người sẽ có những người không thích. Cái đó là cái khó. Đấy là mình tự nghĩ, tự cho là như thế hay là đã có người nói điều đó? Cái câu mà con buồn nhất tới bây giờ đó là mọi người vẫn nói là chị Hợp làm MC hơn. Mình coi cái đó là niềm tự hào. Nhưng mà tại vì con đi hát á, nên con nghĩ cái đó là cái khó. Nhưng mà bây giờ nó không còn là khó nữa. Đó là một cái hành trang của con mà con thấy là mình phải vượt qua được cái chuyện đó để con thành công hơn nữa. Chắc chắn rồi. Chú nghĩ khác một chút là bởi vì chính cháu là ca sĩ cho nên là cái sự thuyết phục của cháu nó cao hơn nhiều. Và đấy là thế mạnh của mình, chứ hoàn toàn không phải là một cái gì đấy, đúng không? Còn bạn? Dạ, cái điều khó khăn nhất mà con đến với nghề
đó chính là thứ nhất là cái giọng nói. Trong đầu con luôn luôn nghĩ rằng làm phát thanh viên thì phải có một cái giọng nói rất là đẹp, chuẩn chỉnh, không được sai bất cứ một cái từ ngữ nào, phải giữ gìn được cái tinh hoa của tiếng Việt. Và cái thứ hai nữa là làm sao để thể hiện được cái cá tính của mình ở trên radio. Bởi vì khi mà chúng ta làm một MC đứng ở trên sân khấu thì ngoài cái yếu tố giọng nói ra, nó còn có những cái khác, ví dụ như là cử chỉ hay là quần áo nó chỉnh chu như thế nào đấy. Nhưng mà ở trên sóng thì thính giả người ta chỉ biết đến duy nhất là một giọng nói của mình thôi. 16 năm rồi mẹ nhỉ, cuộc sống phố phường sao mà nhanh quá đổi. Không nhẹ nhàng và yên bình như ngôi nhà của mẹ con mình ở ngoại thành Hà Nội. Ở nơi xa đấy, mẹ cứ hạnh phúc bên bố mẹ nhé. Con chỉ biết nói như thế thôi, và viết ra như thế. Vỏn vẹn trong trái tim con chỉ muốn gửi đến mẹ một câu mà từ khi con nên người chưa bao giờ con nói với mẹ. Con yêu mẹ. Mẹ ơi. Và con đã phải mất một cái khoảng thời gian cũng khá là dài để mà con tìm được cái cách để mà tương tác tốt nhất với thính giả, và người ta nhận ra cái màu sắc của mình không phải là anh Nguyên đúng Khang rồi, đúng rồi. Không phải là Mikko mà là một MC cáo ở trên sóng. Dạ. Chuẩn luôn. Vâng. Tôi nói thật nhé, những suy nghĩ này tôi có cảm giác nó còn già dặn hơn tôi. Bởi Nguyên Khang, anh sẽ hỏi là những cái kỷ niệm vui buồn mà em nhớ nhất trong cái khoảng thời gian làm Soul FM. Dạ. Thật ra có một câu hỏi mà đến bây giờ Nguyên Khang vẫn rất là ấn tượng, là sự khác biệt giữa một phát thanh viên và một MC truyền hình là gì? Thì Khang vẫn còn nhớ là sự khác biệt giữa một phát thanh viên và MC truyền hình đó là phát thanh viên thì nổi tiếng và MC thì nổi hình. Thật ra thì ở cái câu nói này để cho thấy rằng ngày xưa người ta cứ quan niệm là những người ở trong radio là thường những người không đẹp hình chỉ đẹp tiếng. Và với Soul FM là chúng tôi đã thay đổi cái quan điểm đó bằng cách là mang đến một cái trào lưu mới, và hầu như những MC của Soul FM sau này đều trở thành những MC truyền hình. Ví dụ như là Nguyên Khang, Mikko hay là Cáo. Và đặc biệt cũng phải là gửi lời cảm ơn Soul FM đã mang Khang đến với những chương trình, đặc biệt là cái chương trình đầu tiên đã được anh Sâm với lại VTV cho Khang có cơ hội, đó là Trò Chơi Âm Nhạc. Để từ đó ngoài nổi tiếng thì Khang đã nổi hình hơn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Từ đây anh Trung Dũng có trao đổi với nhau mà lúc câu anh Sâm nói là vậy là mọi người trẻ nhưng mà thực ra suy nghĩ còn già hơn anh em mình. Ngày xưa ấy, bọn tôi có làm cái gì thì thực sự ấy, cái vấn đề là sinh tồn, cái vấn đề cuộc sống nó không đặt nặng. Không hát thì thôi, không dẫn thì thôi, vui vẻ chào nhau đi về, cuộc sống nó đơn giản hơn. Thế nhưng mà bây giờ thì các bạn bắt buộc phải có những cái sự nó gọi là ganh đua nhau một cách kỹ lưỡng, ngay kể cả từ cách nói định hình cho đến cách ăn mặc cho đến làm thế nào để người ta nhớ cái trend của mình. Đúng là như anh Sâm nói, em thấy là còn già hơn cả anh em mình về cách nghĩ. Anh em mình già hơn luôn. Anh em mình hồn nhiên là bởi vì mình đương nhiên nếu làm được thì làm, không làm được thì cũng thôi. Cái ký ức của con về cái Soul FM này thật sự là rất là sâu đậm. Tại vì lúc đó cái phương tiện truyền hình đó thì nhà con không có cái điều kiện để tiếp xúc nhiều, cho nên là Soul FM cũng là một trong những cái người bạn thân thiết của con và của chị con. Nhân cái câu chuyện của Tài thì em xin phép chia sẻ với anh Sâm là có một cái người mà Soul FM đã thay đổi cuộc đời của bạn ấy, đó chính là nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Ngày xưa thì Phan Mạnh Quỳnh rất là thích nghe Soul FM, và bạn ấy đôi khi có những cái tâm trạng mà không biết là làm cách nào để có thể diễn tả ra. Thì chính Soul FM đã giúp cho bạn ấy rất là yêu đời. Và Quỳnh có chia sẻ là hầu hết những cái ca khúc mà bạn sáng tác á, là từ cái ngày mà bắt đầu nghe Soul FM cho đến tận bây giờ cũng là một trong những cái chất liệu để bạn ấy viết nhạc. Sao rất là cái thông nhiều. Tin như vậy em không biết, để em còn xin anh Quỳnh bài hát nữa. Trời ơi. Cho nên là Soul FM thật ra là cũng mang một cái nguồn năng lượng rất là tích cực nên sao mà. Thế còn Mizu. Dạ, bây giờ con mới sực nhớ ra là hồi trước ở Soul FM là con có một anh bạn cũ, cho nên là con rất là hay được tặng nhạc ở trên Soul FM. Tuna! Tuna! Biết à? Dạ, tình địch à. Sao? Ai là tình địch của ai? Tôi với cô là tình địch của nhau. Tôi đâu có tình địch của cô đâu. Rồi, thật ra thì Tuna ngày xưa là cũng là một MC của Soul FM. Anh là sao mà xưa chắc là cũng hay tặng nhạc cho em đúng không? Cho tặng nhạc là cho Mizu nên em mới bực mình. Đó, câu chuyện có vậy thôi à. Yeah. Dạ, thực ra là nó rất là gấp gáp khi mà nhận được lời mời của chương trình, cho nên là bản thân con thì cũng muốn đem đến một cái chút gì đó nho nhỏ để mà gửi tặng cho chú Sâm cũng như là các đội chơi nữa. Thì con cũng vừa mới nghĩ ra một cái đoạn rap nho nhỏ, bởi vì okay. con cũng rất là thích rap. Dạ. Một không gian dành cho bất cứ ai, già trẻ lớn bé dù là gái với trai. Nhắc đến ký ức chỉ có đúng chớ sai, bởi vì đó là hành trang giúp ta tướng hướng tới tương lai. Ký ức vui vẻ là ký ức vui vẻ,
Yeah. Ký ức vui vẻ là ký ức vui vẻ. Yeah. Ký ức vui vẻ là ký ức vui vẻ. Đến ký ức vui vẻ là ký ức vui vẻ. Yeah. Cảm ơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.